Bip, 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 bip. Cánh rất là đẹp nha. Xè lốt chảy á. Còn bốn đại bàng không thì hên xui nha. Hey, chào cả nhà mình ăn. Thì bây giờ mình sẽ quay cái này cho cả nhà xem. Thì nói chung là cả nhà muốn biết cái gì thì theo chân mình ha. Ok, giờ mình quay mình sẽ nói chi tiết từng miếng ở trong đó như thế nào cho cả nhà xem luôn ha. Anh ăn hai con này, hai con trống rồi. Giờ mà má nó hồng mà. Hồng xè nha. Thôi ít đi mà anh em thấy được những con thú do bầu mung của anh em khác phòng má đúng không, nhưng mà của mình là phòng thì sợ nói mình không biết hơn. Cũng rất là may mắn là mình chọn được gen những cái con mà chim lúc đó mình bắt nó phòng má cả nhà, thì ra con mới phòng. Còn nếu bắt con không phòng nó sẽ không phòng như con này bữa trước nè. Má nó không có to thì tụi này mình vẫn đảm bảo với anh em là bao anh em là hót múa cánh ok ngon lành ha, thậm chí là phải là đó là từ cánh năng lên cánh đề bàn ha. Dù má chưa hoàn thị nhưng mà mấy đứa này nó đã phồng rất là to rồi cả nhà thấy ha. Đó. Mình không kéo dây hay căng dây hết nha. Mấy con nó phồng lên rồi ăn thì lại xẹp xuống chứ còn không là nó phồng rồi. Riêng con này là trống 100%, còn anh này thì mình đang nghi ngờ thôi, nhưng mà nó đứng thái độ của nó chắc phải trống rồi. Lão này hai bé được hai trống luôn quá, mình nói mình trống một máy chính xác à, nhưng mà lại không chính xác ha. Còn ông nội này là trống chắc à, tại giống hóa rất là nhiều rồi, đang học giọng. Còn con này thì mình không biết nó là gì. Rất là đỏ ha. Còn con này sợ mình nói là từ từ mình sẽ quay cho cả nhà xem. Rồi mình cũng sẽ kể chuyện cho cả nhà xem về bé này ha. Còn bé này thì có một cái sự tích cũng khá là vui. Đặc biệt ha, mình sẽ cho cả nhà xem sơ ha. Mình thấy chưa, cặp mắt bé màu trắng nha. Bắt ra sơ cho cái này xem chơi. Mắt bé này thì mắt màu trắng. Thường thì mắt chim con thì sẽ không rất là hiếm ha. Hồi đó giờ thì mình có được đây, mắt bé trắng ha. Đây. Bắt mắt bé này cho cả nhà xem. Cả nhà không thấy màu trắng ha. Đó. Chù quay ở nền đèn đỏ ha. Nhưng mà mắt bé này nó không có trắng được. Đây. Nè, cả nhà thấy không? Nó sợ lắm nha. Này chắc cũng hai trống rồi. Ngủ đi. Lại mới bắt ra thả vô á. Giờ hãy xè ghê không? Anh lớn mình kìa thấy gì luôn. Rồi, không quýnh nữa. Hai trống trầm trầm rồi đó.
giống mắt con mình này. Hay mắt trắng không? Nhưng mà con mắt trắng này sau này là mắt đỏ nha. Còn khú thì thường mắt trắng sẽ rất là ít thì là mắt đỏ, chỉ có mắt mắt màu đen nè, màu cam, màu vàng. Màu cam cam sẽ là màu đỏ ha. Thì ổ này ngày xưa là mình cũng có từng một con được rồi. Đây là con thứ hai từ đó đến bây giờ. Mắt có trắng. Ngày trước thì mình cũng có một con bạc mắt vàng, thì con đó lại còn hiếm hơn mấy con này nữa. Anh này vô đây chơm sâu của mấy con thú ăn. Hiện tại thì mình đang tập hai đứa này ở mổ cả nhà, cho nên cả nhà thấy không? Quá được. Hát quánh à, trong hai bé này thì có một bé cái chân nó rất là lạ đó nha, chân lọc vừa trắng vừa đen, còn con thì đang hung hồ luôn. Con này trống luôn nha. Giờ thì ra ngoài nắng quay cho cả nhà xem chơi ha. Để cả nhà thấy rõ hơn là khi bóng đèn nó như thế nào, ở ngoài như thế nào. Nhà thấy cặp mắt đã không? Cặp mắt hết hồn chưa? Ơi ơi, mấy gà. Mình sắp bắt con bò mung ra mình phải đắng luôn. Ok, giờ mình sắp bắt cái kia ra đắng phải đắng luôn. Bữa giờ mưa quá, không có phơi nắng của nó rồi. Ui. Nói chung là phơi mình cũng không phơi nắng gắt đâu nha. Mình phải mấp mé chỗ này nè. Ra đây màu nhìn thấy nó sặc sỡ hơn lại ha cả nhà. Ở lúc kia nhìn nó tối tối u là quên lộn rồi, đỏ đỏ đỏ. Cái con chân lọc quá nó dữ lắm. Phòng má ha. Thì nói chung là bộ môn bên mình thì mình đảm bảo cho nên là mình bao như vậy. Ok, chắc mình cũng sẽ kết thúc video đây. Thì đây là hết, còn nào thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình có trong màn hình luôn nha, ở đây nha, nằm ở góc này nha, 0929887346 là số đó Zalo của mình luôn. Và đặc biệt cái thì anh em gọi Zalo cho mình á, thì anh em sẽ có thấy hiện tượng gì anh em bữa giờ nói ủa tại sao quay không thấy được cái mặt của mình, tại vì cái điện thoại của mình á nó bị hư cái cam rồi cả nhà, chứ không phải là mình cố tình mà mình không máy được. Đây mình mở cho cả nhà xem nè, cái cam của mình nó bị hư rồi, cho nên là cả nhà mình coi không được đâu. Thường ở đây có cái bể cá lên nè, nó báo hư nè cả nhà thấy không, cho nên là mình không có quay được, chỉ có quay được ở phía sau, mình quay về cho cả nhà xem thôi. Cái cầu quay trước mặt mình đó thì có thể là mình sẽ cầm, anh em muốn quay thì mình sẽ quay kiểu này lại, mình quay lại cho cả nhà xem được cái mặt của mình á. Khá đơn giản ha. Đúng rồi, với lại cái này mình cũng chia sẻ với cả nhà mình luôn, thì đối với những con bò mung á thì nhiều anh em là hỏi á, ủa tại sao á là lưng với cánh nó lại đen mà ngực nó lại đỏ, lý do vì sao? Thì thường á những con chim con nó sẽ như vậy ha,
nó sẽ không có đỏ như con khú da bò của mình nha cả nhà, nó không có đỏ như cái khú da bò má trắng của mình. Để mình lấy hai con nó sát nhau rồi mình so sánh cho cả nhà xem nè, nó không có đỏ bằng đây, chỉ có cái là ra nắng thì anh em quay nó sẽ lên ha, còn khi mà anh em nhìn từ xa nè cả nhà ha, nó nhìn nó rất là đen. Tại vì nó cho nên nó bản chất nó là còn mung đó, nó vậy mới gọi là bọc mung cả nhà, chứ không thì không gọi nó là bọc mung rồi. Đó như con kia cả nhà ha, nó lại lên rất là ok ha, nhìn màu sơ xa xa là thấy khoáng ánh nó lên nhiều hơn con bọc mung rồi. Đó là lý do vì sao mà mình nói anh em đối với những con khú da bò hay gì kia nào, anh em vào trong tối anh em thấy nó rất là đen thì nó mới chuẩn thôi. Còn đó, hay ha, lên màu cho nên là vì sao mỗi người sẽ có một cách quay riêng và chỉnh màu riêng, họ chỉnh rất là ghê. Và có nhiều người họ thấy ủa sao tự nhiên ông đó quay chim gì mà xấu quắc à, chim nhìn thế đấy là đẹp mà nhìn quay lại thì thấy gớm. Để chung là do cách quay của mỗi người thôi. Ok vậy ha, giờ muốn xin kết thúc video đây ha, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp clip sau ha.